Ây da. Chơi, hôm nay chơi anh em ơi. Tất sáu để mình kéo ra thành con dao anh em xem ha.
Ây da. Trời ơi. Vừa gãy luôn. Con gì nó trong đó nó kêu ổn mãn à. Tới nữa tối tới nữa kêu anh em ha. Ôi, nghỉ được anh em, mệt quá, nay chủ nhật. Nay chủ nhật mệt quá, nay làm đuối quá, tối nữa. Thôi nữa. Ngày nào như ngày nào. Sáng giờ chưa ăn cơm nước gì hết anh em. Sáng giờ ngâm nồi cơm bỏ tới giờ. Đó.
giờ này có hù tôm nữa đó. Để mình đi mình cân cho anh em mình xem luôn nha. Dao này ha. Ừ quên nữa. Anh Búa cái dao nhận rồi anh Búa ơi, đồ nhận rồi, không biết anh gửi gì nhận rồi nha. Đó. Tám trăm gram. Đo thử cho anh em mình sẵn đây mình đeo đo cho anh em xem luôn ha. Tổng chiều dài 33. 33 làm ngủ rồi chắc còn 32. 32 31 32 32 rưỡi. Ha. Đây, bề bản chỗ cao nhất đây. 6 phân yếu gì. Đó. Tính 5 phân rưỡi, hơn 5 phân rưỡi. Chưa mài ha. Chưa mài. 45. Ngay cái cổ này. Nha. Cái gì vậy trời? Thổi gì đâu. Thấy mờ mờ kiểu. Đây. Khi chưa làm nguội. Đó. 1/3. 1/3 gần 1/4 luôn. Đó, 1/4 luôn à, ngay cổ nè. Ha, khúc trên trên này thì 1/2. Đó. Ngay cái khoảng giữa này. Trời ơi cái gì vậy ta? 8 ly, 7 ly. 7 8 ly ha. Để cái cán đi thử cho anh em mình xem thử nha. Lấy đỡ cái cán này mình thọt đại vô. Đó. 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 Anh em xem rồi sao. Cần chỉnh sửa gì thì mình còn nguyên hiện nguyên hình cho mình chỉnh ha. Được chưa? Thấy sao rồi? Đó. Đó. Gúc cơm thiên mà dòng lệ tuôn xa. Rồi xong. Một công chuyện. Chủ nhật